Người ta nói sông có lúc người có khúc, đen đủ rồi thì cũng đến lúc thái lai. Nhưng điều đó đúng với ai chứ Sam thì không. Cuộc đời cô được gói gọn trong một từ, đen, ngay từ khi còn nhỏ. Sam là lão làng trong trại trẻ mồ côi, vì bất cứ ai đến nhận cô đều quay xe phút chót. Danh sách những gia đình từ chối cô dài như danh sách câu lạc bộ từ chối. Vật đen ám lấy Sam, ngay cả khi cô lắc đít nhảy TikTok. Điều may mắn nhỏ nhoi mà Chúa ban cho Sam là có được cô bé Hazel làm bầu bạn. Hazel có cả bộ sưu tập những món đồ may mắn của nhiều quốc gia. Nhưng để chắc cú quay vào ô nhận nuôi, cô bé cần thêm một đồng xu may mắn. Vì ve vẻ, nghe vẻ nhặt được đồng xu là may mắn đó. Để giúp cô em gái yêu quý vững tin hơn, Sam hứa sẽ đem nó về cho Hazel trước hôm gặp mặt. Nhưng theo quy định, Sam đã 18 tuổi rồi và phải rời cô nhi viện, tự ra đời làm ăn bươn trải. Và kể cả khi đã sống tự lập rồi, vận xui vẫn không buông tha cho Sam. Từ giường và đến toilet, từ nhà ra cửa. Nhưng mà ít ra thì Sam vẫn xin được một công việc ở siêu thị. Bằng tất cả sự kiên nhẫn, sau những cú báo đời của Sam, ông chủ hết cách bèn giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng. Đó là thu dọn xe đẩy hàng siêu thị để kết thúc một ngày xui tận mạng. Sam hay tin Hazel lại bị từ chối. Tuy nhiên em ấy vẫn còn hy vọng vì sẽ có thêm một gia đình khác nữa đến vào cuối tuần này. Sam tìm đến an ủi Hazel và hứa sẽ tìm được đồng xu may mắn trước buổi hẹn. Tuy nhiên tìm ở đâu thì Sam không biết. Sầu nhưng không biết chia sẻ với ai. Khi đang có bữa ăn vội bên lề đường, Sam lấy nửa cái bánh chia cho một con mèo đen để nó chịu ngồi nghe những lời tâm sự của cô. Nhưng cô vừa dứt câu chuyện, con mèo đã chạy biến. Và ở chỗ nó vừa ngồi, Sam phát hiện ra đồng xu ẩn sau một chiếc lá. Ve vẻ, Sam nghĩ ngay đến việc mang nó cho Hazel. Cho đến ngày hôm sau, mọi thứ bỗng trở nên hên đến kỳ lạ. Để check xem có phải đồng xu này có công năng đổi vận thật, Sam thử thả rơi bánh mì quết mứt. Và u là trời, chơi là ủ. Đây không chỉ là một đồng xu may mắn mà là một đồng xu may mắn vãi. Sam liên lạc ngay với cô phụ trách trại trẻ để mang nó trực tiếp đến cho Hazel. Nhưng đời không như là mơ. Sau một ngày làm việc như hách, Sam gặp lại anh bạn xui xẻo khi rơi đồng xu, khiến nó rơi vào bồn cầu và đi tắm 7 phút. Khi đang than thân trách phận ở đúng chỗ hôm qua, Sam lại gặp chú mèo ấy và lại tiếp tục kể về câu chuyện của mình. Cậu biết khum, hôm qua sau khi cậu rời đi, tôi đã nhặt được một đồng xu may mắn. Nhưng bây giờ nó lại nằm gọn gàng ngăn nắp dưới bể phốt. Đồng xu của bố mày nằm ở đâu cơ? Ủa khoan, một con mèo biết nói. Nhận ra nó là chủ nhân của đồng xu may mắn đó, Sam này nỉ ỉ ôi xin thêm một đồng nữa. Nhưng không muốn cù nhây với Sam, con mèo vội vàng chim cút. Còn Sam cũng nhanh chóng bám theo. Nhưng có gì đó lạ lắm, mọi điều may mắn đều đổ dồn vào nó, còn mọi xui xẻo lần lượt đổ đống vào Sam. Cứ mỗi lần dồn được nó thì y như rằng có một phép màu nào đó giúp nó thoát được. Đến lúc tưởng như cuộc tìm kiếm rơi vào vô vọng thì Sam nghe được tiếng con mèo. Nó đang đánh mật khẩu để mở ra một cánh cổng rồi chui tọt vào. Liệu đây có phải là lối vào Wonderland trong truyền thuyết? Chứ vào nhầm Borderland thì thôi chết mẹ. Với quyết tâm liều thì ăn nhiều, Sam cũng mặc kệ hậu quả nhảy vào theo. Và rồi cô đặt mông đến một nơi nom nhìn lạ lắm. Con mèo thấy Sam thì hốt cả hền. Vừa lêu cô có phải con người không mà dai dữ vậy? Ủa rồi mày có phải con mèo không mà biết nói vậy? Nhờ con mèo, Sam biết được nơi mình đang ở là vùng đất may mắn. Đồng xu mà Sam đã để lạc trôi trong bồn cầu là bùa may mắn. Và con mèo này tên là Bob. Thông qua câu chuyện của Bob và hai chú lùn, Sam biết được có một nơi gọi là kho xu lẻ. Bất chấp sự ngăn cản của Bob, Sam vẫn muốn đến đó để mượn một đồng xu may mắn cho Hazel. Trước sự đỉa đói của Sam, Bob đành phải đồng ý. Tuy nhiên trước đó họ phải giải quyết vấn đề nhập cảnh cho cả hai cái đã. Bằng cái cúc áo của Sam, nhờ sự lươn lẹo của Bob, cả hai đã thành công vượt qua vòng kiểm tra của đội trưởng, tiến thẳng vào phòng thay đồ yêu tinh. Sau một hồi cải trang, họ bị bắt gặp bởi hai cô lùn. Sao mắt của cậu to thế? Mắt cậu ấy to là để nhìn về quê nhà Latvia rõ hơn đấy. À, là người Latvia. Thoát khỏi bị phát giác, Sam cùng Bob tiến đến nhà kho xu lẻ. Công nhận vùng đất may mắn có khác. Ai ai cũng thấy gặp vận hên. Còn Sam thì... chán chả muốn nói. Dù có ở bất cứ đâu thì vận xui vẫn bám lấy cô như là ma theo người tà dâm vậy. Bằng lời giới thiệu của Bob, Sam đã được Gary, chú lùn trợ lý của cậu ta, đưa vào trong nhà kho xu lẻ, tham gia việc đánh bóng đồng xu. Trước khi vào trong, Bob khuyên Sam nên quay đầu là bờ, bởi một thanh niên xui bà cố như cô có thể gây ra thảm họa. Nhưng thấy công việc cũng dễ, Sam cứ bất chấp đi vào. Ban đầu thì mọi thứ còn êm xuôi, mém chút nữa Sam đã thó được một đồng. Nhưng đến lần hai thì ôi dồi ôi, cô vớ luôn phải cái cúc mà mình cho vào để qua cổng. Và đúng như lời Bob nói, một tai nạn đã xảy ra khi Sam cố dừng lại để lấy đồng khác. Hệ quả cho hành động 3 phần ngu dốt 7 phần như 3 phần này là nhà kho xu lẻ đã bị phá cho banh chành. Còn các chú lùn thì được tan ca sớm. Bây giờ thì cô về ngay cho tôi nhờ trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. No, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi lấy được một đồng xu may mắn. Ai đang cần đồng xu vậy? Trong khi cả hai đang tranh cãi thì Gary xuất hiện. Sau khi nghe Sam kể tốt tuần tuột về mọi chuyện đã xảy ra, từ việc Bob làm mất đồng xu cho đến việc cô là con người. Rồi xong, quả này chuẩn bị đi đến miền xui xẻo rồi Bob ạ. Để giúp cho mèo đen thoát kiếp lưu đày, Gary gợi ý sử dụng máy bay thỏ để lấy đồng xu mà Sam làm mất về. Nhưng muốn khởi động nó cần viên pha lê may mắn. Trên đường đi đến lấy, Gary giải thích cho Sam về cơ chế của may mắn. Cứ tưởng con người sinh ra đã có vận số rồi, ai ngờ nó cũng lằng nhằng. Trải qua nhiều quy trình, với sự kết hợp của nhiều ban ngành phết ấy, nhờ sự phối hợp của cả ba, cuối cùng họ cũng đã lấy được một viên pha lê may mắn. Bây giờ họ phải chia nhau ra để hành động. Gary sẽ đi khởi động máy bay thỏ, Bob và Sam đến trung tâm kiểm soát để lái nó.
Trên đường đi thì thấy một cỗ máy khổng lồ. Bob mới bảo đấy là máy lô tô may mắn và xui xẻo, trộn lẫn hai thứ đó để phát random cho mọi người. Khi đến trung tâm kiểm soát, Bob sợ Sam lại làm hư bột hư đường nên bảo cô ở yên và tự mình hành động. Bob đã thành công lùa được một chú thỏ rời đi để dùng máy tính của chú. Trong khi đó, Gary đã đến khu xuất nhập cảnh và khởi động thành công máy bay thỏ. Nhiệm vụ của Bob là chỉ cần điều khiển nó bay gần đến vị trí của đồng xu và máy bay sẽ tự động thu hồi. Nhưng Bob lại không biết là đám thỏ đang ngồi Discord chia sẻ màn hình với nhau. Sợ Bob bị phát giác, Sam bắt đầu xông vào Lead Duck để thu hút sự chú ý của đám thỏ làm việc ở đây, giúp Bob câu thêm giờ và hoàn tất lấy lại đồng xu. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bà đội trưởng cũng đã tìm ra chiếc cúc và xác định những đối tượng trong diện tình nghi. Bob cũng nằm trong đó. Để có thể thoát khỏi án, chú mèo cần phải lấy lại đồng xu ngay và luôn. Trong lúc đó ở phía Gary, máy bay cùng đồng xu đã quay trở lại, nhưng cậu ta lại không dám lấy, bởi lẽ khi bị rơi xuống 7 phút thì hiểu ngay là nó bị dính cái gì rồi. Chú lùn bèn lấy găng tay, nhưng vừa quay lại thì cả găng, máy bay cùng đồng xu bị hút xuống vùng trung gian, nơi nằm giữa vùng may mắn và xui xẻo. Bây giờ Sam và Bob phải đi lấy nó nhanh còn kịp. Nhưng vừa mới vào thang máy, Sam đã báo ngay anh bạn mèo bằng cách đưa cả hai xuống thẳng vùng xui xẻo. Vừa đến nơi, Sam đã chứng minh đây đích thị là nơi thuộc về cô. Khi chỉ đụng đầu vào đường ống theo một dây chuyền đã đóng lại cửa thang máy, trước khi bị đưa đi, Bob dặn cô phải tìm đến cánh cửa nhỏ ở tòa tháp số 13, đúng thực là vùng đất xui xẻo. Ở đây chỉ cần thở thôi cũng dính vận đen rồi, kể cả có là Sam đi nữa thì cũng vẫn may mắn chán so với cư dân chỗ này. Nhờ thế mà cô dễ dàng tìm được tòa tháp số 13, rồi đi thẳng đến cánh cửa nhỏ đưa đến nơi Bob đang đợi. Dù có hơi vất vả, nhờ có sự giúp đỡ của Bob, Sam đã thoát ra khỏi vùng đất xui xẻo và đến với tầng trung gian. Tuy nhiên cô lại dính phải bụi xui xẻo, chưa kịp phủi hết thì cô bị dép. Người phụ trách tầng này phát hiện, nhưng hôm nay thì kiểu tốt bụng vãi, và còn giải thích cho Sam về tính họa vô đơn chí. Mấy hạt xui xẻo có xu hướng bám dính vào nhau. Trong khi Jeff đang đưa Sam đi tham quan chỗ này thì Bob đi tìm cái máy bay và đồng xu. Nhưng đen một cái là ông Kỳ Lân đã tìm ra trước và trả đồng xu về với nhà kho xu lẻ. Rồi xong, quả này Bob khả năng cao là đi về nơi xa lắm rồi. Để giải quyết vấn đề giúp anh bạn mèo, Sam đề xuất mua áo trùm cuối. Ý kiến hay đấy Sam, để mặc cho đẹp rồi sao nữa. Rồi đi tìm bà rồng CEO may mắn ở đây, dùng khả năng ngửi mùi xui xẻo của bà ấy để thu hút sự chú ý và tìm cách thuyết phục bà cho mượn một đồng xu. Khi đến nơi, chỉ với vài hơi hít hà, bà rồng đã phát hiện ra ngay có sự xui xẻo nào đó ở dưới bàn chân Sam và yêu cầu tiểu đội thỏ giải quyết ngay và luôn. Sau một lúc tâm sự về tác hại của sự xui xẻo, bà cho Sam mượn đồng xu may mắn. Tuy nhiên cùng lúc đó, Bob đã bị phát giác và bị bà đội trưởng tóm gọn, áp giải chuẩn bị làm lễ tiễn đưa về vùng xui xẻo. Thấy anh bạn mèo lâm nguy, Sam vội đuổi theo chặn xe chở Bob lại, nói dối rằng đồng xu này của cậu đánh rơi, giúp chàng mèo được phen lên mặt với bà đội trưởng, đồng thời thoát khỏi nhận án lưu đày. Nhìn vào cỗ máy trộn ngẫu nhiên xui xẻo và may mắn, Sam nảy ra một ý tưởng. Cô và Bob sẽ tắt máy trộn của Jeff, khi ấy xui xẻo sẽ dính lấy nhau và làm tắc nghẽn đường ống, và rồi nó sẽ không chảy vào đường ống nữa. Kết quả cuối cùng là máy trộn chỉ còn lại may mắn mà thôi. Thế là Hazel sẽ được nhận nuôi mà không cần xu. Và tiện quá, Jeff thì đang bận đạp xe giảm mỡ và chẳng còn có ai ở đây để ngăn cản họ cả. Cả hai bắt tay vào thực hiện. Chỉ cần tắt máy trong 2 giờ đồng hồ là đủ cho Hazel hoàn tất cuộc gặp nhận nuôi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ban đầu thì mọi thứ vẫn ổn áp, may mắn tràn ngập khắp mọi nơi, cho đến khi cái máy xảy ra vấn đề. Đang chuẩn bị trở về, Sam nhận ra có điều bất ổn đang diễn ra. Cả hai bật mốt tốc biến đến bên quan sát cái máy trộn xui xẻo và may mắn. Thì bùm, một vụ nổ bắn các hạt xui xẻo được tích tụ nãy giờ đi khắp nơi, và từ đó sẽ chẳng có bất cứ sự may mắn nào cả. Để khởi động lại cái máy lô tô, bà rồng cần một vật chứa may mắn, nhưng tất cả mọi thứ, từ đồng xu cho đến cỏ ba lá, tất cả đều bị nhiễm uế xui xẻo. Ngay cả đồng xu được Bob giấu kín cũng chẳng còn tác dụng. Và rồi thân phận thực sự của chú mèo này cũng bị lộ ra. Bob vốn là một sinh vật xui xẻo, chỉ là đeo đồng xu may mắn trên cổ mà thôi. Và rồi sự kết nối thế giới loài người và thế giới thời vận cũng đã bị cắt đứt. Sam bây giờ cũng chẳng thể về được nhà. Một phút bốc đồng là cả đời bốc cực, vì muốn mang lại một chút may mắn đến cho Hazel, mà Sam đã mang vận xui đến cho Hazel và cả thế giới. Nhưng mà này, cô xui xẻo cả đời và khoảnh khắc có được may mắn thì suy nghĩ đầu tiên của cô lại là mang nó đến cho người khác. Cô chính là điều may mắn của Hazel đấy. Sam phái phái và khóc vì cảm động, nhưng hy vọng chưa tắt hẳn đâu. Sam nhớ ra mình từng thấy một thứ tương tự màu xanh của may mắn bên dưới tầng xui xẻo. Cả hai bắt đầu hành trình tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Theo lời Sam tả, Bob đã biết được nơi có thể đang chứa may mắn. Cứ tưởng vùng xui xẻo là địa ngục hay cái gì đó, nhưng đó lại là một nơi dễ chịu của những sinh vật hiền lành và lạc quan. Và xui bỏ cu, đây cũng là chốn Bob đã trải qua 8 đời xui xẻo của mình. Mọi người cứ tưởng chú mèo đã đi phiêu du miền cực lạc rồi, thậm chí còn cất giữ chiếc ghế cậu thường ngồi để tưởng nhớ. Bob và Sam kể hết cho ông chủ nghe về tình hình hiện tại và ngỏ ý muốn xin một chút may mắn. Cả cái xứ này có đúng một hạt may mắn mà thôi. Và thay vì đóng cửa thả chó đuổi họ đi, thì ông chủ sẵn sàng sẻ chia, chẳng đi kèm điều kiện gì. Và chẳng có ai ở đây phàn nàn nửa câu về điều đó. Thế là Sam học được rằng đôi lúc xui xẻo cũng không phải là xấu, mà nó là điều cần thiết để cân bằng cuộc sống. Và chỉ cần thay đổi góc nhìn thì xui xẻo sẽ không phải là tồi tệ. Giờ muốn rèn chỗ bột thành đá thì phải cần bà rồng.
Thế là Bob và Sam kéo cả Jeff theo để nói đỡ. Chính nhờ cái lưỡi không xương nhiều đường uốn éo mà Jeff đã giúp Sam thuyết phục thành công được bà rồng sử dụng ngọn lửa cổ đại của mình để tạo ra cả đá may mắn và đá xui xẻo. Sau khi sử dụng năng lực, bà ấy đã tạo ra tận 2 viên đá may mắn với mong muốn xóa bỏ hoàn toàn xui xẻo khi lắp cả 2 viên vào máy trộn ngẫu nhiên. Tuy nhiên Sam không nghĩ thế là đúng, cô liền cầm lấy viên xui xẻo đuổi theo vào máy trộn. Với khả năng thông não chi thuật, Sam đã giải thích cho bà rồng hiểu rằng trong cái rủi luôn có cái may, như cái cách mà bà ấy gặp được ông Jeff vậy. Nghe cũng lọt lỗ nhĩ, bà rồng đã đồng ý cho Sam gắn viên đá xui xẻo vào, thậm chí còn góp sức giúp cô làm việc đó. Và rồi thế giới thời vận được cứu, sự kết nối với thế giới con người cũng đã được khôi phục. Sự may mắn lại đi đến khắp mọi nơi, trong đó có cả cô bé Hazel. Cùng với bà rồng và mọi người ở vùng đất may mắn, Sam đã mang theo viên đá xanh tặng lại cho những cư dân ở vùng đất xui xẻo, từ đó thắt chặt tình cảm giữa các tầng thuộc thế giới thời vận. Dù được cả hai nơi may mắn và xui xẻo mời gọi, nhưng cuối cùng thì Bob đã lựa chọn đi với Sam để trở thành gia đình với cô. Mặc dù vẫn bị những vận xui báo, nhưng cuộc sống của Sam đã thay đổi mãi mãi. Vận xui rủi hay vận may mắn còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Vậy nên hãy kêu ô tuyệt quá sau khi bạn bị sa thải bởi lỗi của đứa khác và ra đường mắc mưa xe trượt ngã sấp mặt bung hai mảng da chân và bị giam bằng lái. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.